ơi, con gái gì mà đồng đa đồng đẩy nhá, suốt ngày rảnh rỗi thời gian đi làm đẹp, chắc là để đi quyến rũ chồng người khác đây mà. Cô đê, cút khỏi cái xóm này đi, ổ uế bẩn hết cả xóm. Này, có thời gian ở nhà nhặt rau ấy thì giữ chồng đi chị gái, đừng có lo chuyện bao đồng ở thiên hạ nữa đi. Mẹ đi, có còn danh này nữa mẹ. Ôi Ngọc ơi, Ngọc ơi, con làm ơn làm phúc cứu anh trai con đi. Bây giờ anh trai con đang nằm viện không biết sống chết thế nào. Con cho mẹ vay một ít tiền để mẹ cứu anh con đi. Mẹ xin con đấy. Bà đi về đi, đừng có làm phiền con đấy. Mẹ xin con đấy. Khiếp, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, thế mà đẻ ra cái loại con gái như thế này á, thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn. Chị im đi, chị biết cái gì mà nói. Ngọc ơi, mẹ xin con đấy, con giúp mẹ đi mà. Dù sao, một giọt máu đỏ cũng hơn ao nước đã. Bây giờ con mà không cứu, anh con mà không hành nghĩ gì thì làm sao mà mẹ sống nổi. Con ơi, mẹ xin con đấy, Ngọc ơi. Tôi không có mẹ, cũng không có anh trai nào cả. Bà mà còn đến tìm tôi nữa, tôi gọi công an vô cổ bà đi đấy nhá. Bác ơi, máu lạnh nhở. Này, con đàn bà thối tha này, mày định rình mò gì chồng tao đúng không? Bước qua sát bà đã nhá. Chưa biết cái gì mà đã nói rồi. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Chồng chị có cho vào mồm tôi ấy, tôi không thèm đâu. Báu lắm ấy. Mày nhá, cái má nó hổ không gầm mày tưởng nó rừng vô chủ à? Đã thế, ngày hôm nay bà khô máu với mày luôn. Cất cái hộp đã. Ủa? Sao sao mình nhớ mình khóa cửa rồi mà. Chị Dung ơi, chị Dung ơi. Đợi em tí, có chuyện đấy kể cho hay cực. Đã ẩm lên rồi. Ủa, sao bây giờ? Sao? Thấy ưng chưa? Nếu mà ưng rồi ấy thì một lần 500, hai lần tôi sẽ giảm giá cho còn 700. Nhưng mà trước khi hành xử ấy, nôn tiền trước ra đây. Tôi không làm gái, hai người cút ra khỏi nhà tôi nhanh. Không là tôi báo công an, nó là bị cưỡng hiếp đấy nhá. Cái con danh con này, mày ngủ một lúc kiếm cho tao được một chút tiền thì đã làm sao? Bà là loại cầm thú, loại máu lạnh. Bà lấy tôi ra để làm công cụ kiếm tiền cho bà với con trai bà ăn chơi chưa đủ à? Tôi phải nai lưng ra làm để kiếm tiền cho bà với con trai bà ăn chơi. Như thế này là hết tình hết nghĩa rồi. Đi, cút đi, cút ra khỏi nhà tôi. Cái con điên này, mày đi đi, bà đi về đi. Sao cô cứ để cho mọi người hiểu lầm về cô thế? Rõ ràng cô là người tốt mà. Với cả cô có làm ba cái nghề đấy đâu. Tôi phải trở thành một người mà không ai dám động vào mình. Đánh đá hơn một chút, make up đậm hơn một chút. Kể ra cũng thành công rồi đấy. Ai ai cũng ghét tôi, nhưng mà tôi vui vì điều đấy. Nhưng mà cô làm như thế làm cho tôi phạm phải sai lầm đấy. Lúc nãy tôi có hơi nặng lời với cô, với cả là tôi không biết. Cho tôi xin lỗi với cả cảm ơn cô nhé. Không sao đâu. Chính ra cuộc sống như thế này
Còn tốt hơn là ngày trước tôi phải sống với những con người như thế. Ở đây tôi tự tại, tôi thực hiện ước mơ của mình. Cô thấy đấy, bây giờ tôi đã trở thành một chuyên viên make up rồi. Tôi hài lòng với điều đấy. Thôi, không có gì mà phải lăn tăn gì hết nhá. Bà ta mà đến đây tìm cô làm phiền một lần nữa nhá, tôi dùng võ mồm của tôi này đấu lại bà ta luôn. Làm sao mà thắng được nhở?